trọng tài của đơn vị Thái Bình. Trong trận đấu ngày hôm nay, các cầu thủ Thể Công Tân Cảng thi đấu trong trang phục áo trắng quân đen, còn đối thủ của họ là những người thi đấu trong bộ trang phục với sắc đỏ chủ đạo. Đội xuất phát của Thể Công Tân Cảng với số 4 chủ công Vũ Văn Lân, số 6 là phụ công Lê Anh Dũng, số 10 phụ công Vũ Xuân Ngọc, số 13 truyền hai Phan Công Đức, số 15 đối truyền Trịnh Ngọc Đạt và số 16 chủ công Phạm Xuân Sinh. Libero được đăng ký trước là Dương Đức Hải. Trong khi đó thì bên phía Quảng Nam, line up của đội bóng này trong ngày hôm nay với truyền hai mang áo số 3 Phan Nhật Tân, chủ công mang áo số 10 Hà Văn Viên, số 11 là đối truyền Phan Hồng Nhân, số 13 phụ công Nguyễn Thanh Sang, số 18 phụ công Phan Minh Kiên, số 19 chủ công Huỳnh Ngọc Thiên và libero mang áo số 9 Phan Thành Phát. Huấn luyện viên trưởng của U23 Quảng Nam là ông Huỳnh Ngọc Hạnh. Trong khi đó thì người đang dẫn dắt Thể Công Tân Cảng là huấn luyện viên Nguyễn Thanh Đức. Trong set đấu thứ nhất, các cầu thủ Thể Công Tân Cảng sẽ là những người thi đấu bên phần sân A, phần sân bên tay trái màn hình của quý vị và các bạn. Và họ cũng sẽ là đội bóng có quyền phát bóng trước. Đương nhiên ở cặp đấu này thì Thể Công Tân Cảng được đánh giá cao hơn hẳn so với Quảng Nam. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem Quảng Nam sẽ tạo ra được những thách thức gì trước đội bóng được kim vô địch. Bây giờ sẽ là tình huống phát bóng của truyền hai Phan Công Đức. Và tấn công mở điểm ở vị trí số 2. Một cú đập bóng chéo sân tốt của cầu thủ Quảng Nam. Chắn bóng hay. Tình huống phối hợp đánh lao lên của Thể Công Tân Cảng đã bị bắt bài. Chúng ta cùng xem lại pha di chuyển và kết thúc của số 15 đối truyền Trịnh Ngọc Đạt. Các tay chân áo đỏ đã chặt bóng rát ở tình huống vừa rồi. 2-0 cho Quảng Nam. Pha tấn công ở vị trí số 3 cũng không có điểm. Quảng Nam đang nhập cuộc tốt với những tình huống chắn bóng hay. Họ đã có 2 điểm block. Vẫn đang là cầu phát bóng của Hà Văn Viên, chủ công mang áo số 10. Hà Văn Viên là cầu thủ sinh năm 2003 với chiều cao 1m86. Điểm đầu tiên cho Thể Công Tân Cảng ở trận này. Tình huống phát bóng lỗi của Hà Văn Viên. Những pha tấn công rất ấn tượng ở vị trí số 2 của cầu thủ Quảng Nam. Người kết thúc đường bóng vừa rồi là Phan Hồng Nhân. Đối truyền mang áo số 11 Phan Hồng Nhân, sinh năm 2002 và đây cũng là năm cuối cùng. Cầu thủ này có thể thi đấu ở giải U23. Hồng Nhân có chiều cao 1m84. Trọng tài xác định bóng ngoài. Tỷ số đang là 5-1 cho Quảng Nam. Một tỷ số khá bất ngờ trong cặp đấu ngày hôm nay với những diễn biến trong set đấu mở màn. Cho tới lúc này thì cả hai điểm của Thể Công Tân Cảng đều đến từ lỗi phát bóng của đối thủ. 2-5. Và tấn công tốt ở vị trí số 4. Đó là cú đánh của Ngọc Thiên. Quỳnh Ngọc Thiên sinh năm 2003. Mũi công này có chiều cao 1m89.
Nhìn chung thì thể hình của cầu thủ Quảng Nam là khá tốt. Đa phần họ đều là những cầu thủ cao trên 1m8 và xấp xỉ 1m90. Tình huống tổ chức tấn công tốt của thể công Tân Cảng. Tỷ số bây giờ là 3-6. Vừa rồi là pha kết thúc của Vũ Xuân Ngọc với một tình huống đánh lao hay. Và phối hợp không ăn ý của Quảng Nam. Trọng tài bắt lỗi hai chạm. Huấn luyện viên Huỳnh Ngọc Hạnh tỏ ra không hài lòng với quyết định bắt lỗi vừa rồi của trọng tài Nguyễn Thị Thúy Hà. Lỗi vị trí của cầu thủ Quảng Nam, tiếp tục có điểm cho thể công Tân Cảng. Quảng Nam đã chơi mất tập trung sau khi bị bắt lỗi ở tình huống xử lý vừa rồi. Khoảng cách giữa hai đội bây giờ là một điểm. Chắn bóng hay. Tình huống chắn đôi của Vũ Xuân Ngọc và Phan Công Đức. Phan Công Đức là truyền hai tài năng ở lứa trẻ của thể công Tân Cảng. Cầu thủ này sinh năm 2003. Lại là một tình huống kết thúc rất ấn tượng của cầu thủ Quảng Nam. Cú đánh một chân sau đầu vừa rồi là của phụ công Thanh Sang. Những pha tấn công ở vị trí số 2 của Quảng Nam, các mũi công của họ thực hiện những cú đập bóng với lực cực tốt. Lần này thì pha phối hợp đánh lao len của thể công Tân Cảng đã giúp cho họ có điểm. Người kết thúc đường bóng vừa rồi là Vũ Văn Lân. Tỷ số bây giờ là 7-7. Đánh bóng không qua lưới. Lỗi bốn truyền của Quảng Nam. Sau khi liên tục bị đối thủ dẫn điểm thì bây giờ thể công Tân Cảng đã vượt lên. Tỷ số đang là 8-7, nghiêng về phía đội bóng áo lính. Lại thêm một tình huống tấn công ấn tượng nữa ở vị trí số 2. Chúng ta vừa theo dõi lại tình huống đập bóng chính xác của Thanh Sang. Bóng rơi ngoài sân. Đổi vào điểm cho thể công Tân Cảng. Cú đập bóng bạt chắn với lực tay rất tốt của Phan Hồng Nhân. 9-9. Quảng Nam đang tạo ra một thế trận song phẳng trước đội bóng đương kim vô địch ở xét 1. Điểm cho thể công. Hai đội vẫn đang chơi ăn miếng trả miếng. Quảng Nam chắn bóng hay. Một lần nữa thì Phạm Xuân Sinh lại không thể thắng được các tay chắn áo đỏ. 11-10.
công giành lại quyền phát bóng với pha tấn công ở vị trí số 4 của Trịnh Ngọc Đạt. Pha phối hợp đánh nhanh rất tốt của Quảng Nam. Người kết thúc đường bóng vừa rồi là Phan Minh Kiên. Pha đập bóng rất tốt. Tình huống đập bóng cắm sàn của số 15 Trịnh Ngọc Đạt. Và phát bóng tấn công rất hay, nhưng thể công phòng thủ được và phản công hiệu quả với tình huống tấn công ở vị trí số 2 của đối chuyền Trịnh Ngọc Đạt. Một chắn là không đủ để ngăn chặn mũi công bằng áo số 15. 13 đều. Cú đánh bạt chắn giúp cho Quảng Nam có điểm thứ 14. Một lần nữa thì miếng đánh chiến thuật của thể công lại phát huy tác dụng với tình huống đánh lao lèn của Vũ Văn Lân. Điểm cho Quảng Nam. Trong những phút vừa qua thì đội bóng của huấn luyện viên Huỳnh Ngọc Hạnh vẫn luôn duy trì được lợi thế dẫn điểm, dù khoảng cách luôn là rất mong manh, nhưng có thể thấy là họ đang chơi rất sòng phẳng với đội bóng đương kim vô địch Thể Công Tân Cảng. Một tình huống đập bóng rất mạnh từ sau vạch 3m, pha tấn công từ vị trí số 1 của Trịnh Ngọc Đạt. Trịnh Ngọc Đạt là cầu thủ sinh năm 2005. Ngọc Đạt tại giải đấu lần này được đăng ký với thông số chiều cao 1m92, sức bật đà 3m40 và bật chắn 3m28. Tuy nhiên theo quan sát của chúng tôi thì những bản danh sách đăng ký các vận động viên với những thông số năm sinh, chiều cao, sức bật của các đội bóng trong quãng thời gian gần đây có độ chính xác không cao. Đó đều là những con số ước chừng và một số những thông số là những thông số đã không được cập nhật. Thể công bị đối thủ tạo ra cách biệt 2 điểm và bây giờ ban huấn luyện của đội bóng Áo Lính đã phải gọi time out.
phát bóng ra ngoài. Khoảng cách bây giờ là một điểm. Pha đập bóng cực kỳ quyết đoán. Tình huống kết thúc vừa rồi là của Hà Văn Viên. Thế Công lại giành lại quyền phát bóng. Một trận đấu rất chật vật với đội bóng đương kim vô địch. Tới lúc này thì Trịnh Ngọc Đạt đang là cây ghi điểm hàng đầu của Thế Công Tân Cảng trong set 1. Trọng tài bắt lỗi lưới của đội bóng áo trắng. 19-17 cho Quảng Nam. Chắn bóng tốt. Chỉ có một mình Huỳnh Ngọc Thiên bám chắn, nhưng anh đã ngăn chặn được Trịnh Ngọc Đạt trong pha tấn công vừa rồi. Điểm thứ 20 cho Quảng Nam. Và giờ thì Thế Công Tân Cảng phải sử dụng nốt lượt hội ý của mình trong set 1. Một pha tấn công trên chắn tốt của Vũ Văn Lân. Giờ tới lượt Quảng Nam gọi hội ý. Rất hay. Quảng Nam cũng vừa triển khai một miếng đánh chiến thuật thành công. Pha phối hợp đánh nhanh thu có điểm cho đội bóng áo đỏ. 21-18. Chắn bóng hay, điểm block dành cho Quảng Nam. Lần này thì Vũ Văn Lân đã không thắng được hai tay chắn áo đỏ. Pha cứu bóng khá tốt của chuyền hai Phan Công Đức. Nhưng Quảng Nam chắn bóng quá rát ở biên 4. Họ đang đến gần hơn với chiến thắng trong set 1. 22-19. Thế Công rút ngắn cách biệt xuống còn 2 điểm.
Đập bóng không qua lưới. Tình huống tấn công xa lưới của cầu thủ mặc áo số 10, đó là Hà Văn Viên. Tới lúc này thì Quảng Nam vẫn đang thực hiện rất tốt miếng đánh ở vị trí số 2. Tình huống hút chắn hay và thành công Tân Cảng có thêm một điểm nữa. Người vừa kết thúc được bóng vừa rồi với cú đập cắm sàn là Phạm Xuân Sinh. Hàng chắn của Quảng Nam đã nhún lên nhún xuống trước tình huống hút chắn của phụ công bên phía thành công Tân Cảng. 22-23. Cơ hội cho Quảng Nam. Đó là pha đánh bóng không qua lưới của Hà Văn Viên. Tỷ số được cân bằng 23-23. Có lẽ Quảng Nam phải gọi hội ý với lượt timeout cuối cùng của mình trong set 1, khi mà những lợi thế về mặt điểm số của họ đã không còn nữa. Điểm ace cho thể công Tân Cảng, đó là pha phát bóng ăn điểm ngay của Vũ Xuân Ngọc. Sau khi liên tục bị đối phương dẫn điểm thì tới lúc này thể công Tân Cảng lại là những người có set point trước, khá bất ngờ. Và tranh chấp tốt của cầu thủ áo đỏ. Người mang về điểm số cho Quảng Nam ở tình huống vừa rồi là phụ công Minh Kiên. Quảng Nam cứu được set point. Tỷ số lúc này là 24-24. Và ra tay rất gọn gàng với lực đập tốt của Phạm Xuân Sinh. Đã thành công với set point lần thứ hai của mình. Đó là điểm ace của Phan Công Đức. Một set đấu khó khăn với nhà đương kim vô địch, nhưng họ cũng đã hoàn thành mục tiêu và giành chiến thắng trong set này để vươn lên dẫn trước với tỷ số 1-0. Đây là set đấu mà Quảng Nam đã chơi hay trong cả khả năng tấn công cũng như phòng thủ trên lưới, nhưng về cuối set đấu thì họ lại liên tục mắc lỗi. Và thể công Tân Cảng là những người giành chiến thắng trong set 1 với tỷ số 26-24.
Quý khán giả thân mến, chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau theo dõi trận đấu thứ hai, trận đấu tại bảng A của Nam tại giải bóng chuyền U23 quốc gia năm 2024. Cuộc so tài giữa Thành Công Tân Cảng, đội bóng đương kim vô địch, và Quảng Nam. Trong set 2 này thì cầu thủ Thành Công Tân Cảng là những người thi đấu bên phần sân B, phần sân bên tay phải màn hình ảnh của quý vị và các bạn. Miếng đánh nhanh ở vị trí số 3 giúp cho Thành Công Tân Cảng mở điểm ở set 2. Tình huống bỏ nhỏ rất khó chịu và Quảng Nam san bằng tỷ số 1 đều. Đó là pha chạm bóng rất tinh tế của Văn Viên. Phát bóng ngoài. Trong khi ở set 1, Thành Công Tân Cảng có được những điểm ace quan trọng trong những điểm số cuối, thì bên phía Quảng Nam trong cả set đấu đầu tiên họ mắc khá nhiều lỗi phát bóng. Lỗi bước 1. Và bây giờ là cơ hội tấn công cho Thể Công. Rất gọn gàng. Cú đập cắm sàn vừa rồi là của Vũ Xuân Ngọc. Ngay sau đó là câu trả lời của Phan Hồng Nhân. Đối chuyền Phan Hồng Nhân sinh năm 2002 với chiều cao 1m84. Người có chiều cao tốt nhất trong đội hình của Quảng Nam. Tại giải trẻ năm nay là Lê Văn Phát, cầu thủ được đăng ký với thông số chiều cao 1m90. Cầu thủ này sinh năm 2009. Văn Phát cũng là cầu thủ trẻ tuổi nhất trong đội hình U23 Quảng Nam tại giải đấu đang diễn ra tại Bắc Cạn. Chắn bóng hay. Tình huống chắn bóng tốt vừa rồi là của Phan Công Đức. Không giống như set 1, trong set 2 này thì Thành Công Tân Cảng đã là những người dẫn điểm ngay từ đầu. Hai đội bóng đang triển khai nhiều miếng đánh ở vị trí số 3. Lần này người ghi điểm cho Quảng Nam đó là phụ công Thanh Sang. Quảng Nam ngày hôm nay xuất phát với cặp phụ công là Thanh Sang và Minh Kiên. Còn Thể Công Tân Cảng thì hai người đánh ở vị trí phụ công là Lê Anh Dũng và Vũ Xuân Ngọc. Tiếp tục là lỗi phát bóng của đội bóng áo đỏ. Điểm số thứ 7 dành cho Thể Công Tân Cảng. Điểm block thuộc về số 16, chủ công Phạm Xuân Sinh. Bóng ngoài. Thêm một điểm nữa được ghi cho Thể Công Tân Cảng. Cách biệt bây giờ đã được nâng lên thành 5 điểm. Tình huống tấn công bóng trên chắn, nhưng đưa bóng ra ngoài sân khá xa. Pha đập bóng tốt ở vị trí số 4.
Đó là tình huống tấn công của Huỳnh Ngọc Thiên. Cặp đấu giữa Quảng Nam và Thể Công Tân Cảng cũng là cặp đấu muộn nhất trong ngày hôm nay. Lịch thi đấu dự kiến ban đầu thì trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ. Tuy nhiên tại giải U23 của chúng ta thì các trận đấu sẽ thi đấu cuốn chiếu. Và trong ngày hôm nay khi các trận đấu đánh sớm hơn, đã kết thúc nhanh hơn so với dự kiến, đều là những trận đấu chỉ kéo dài 3 set, nên cặp đấu giữa Thể Công Tân Cảng và Quảng Nam cũng đã được đẩy lên thi đấu sớm hơn 1 giờ đồng hồ so với thời gian dự kiến ban đầu. Trong ngày hôm nay chúng ta có các cặp đấu giữa Ninh Bình và Thành phố Hồ Chí Minh. Ở bảng A của Nam, Ninh Bình có chiến thắng 3-0. Ở bảng C của Nữ thì Thái Nguyên cũng vượt qua Hải Dương sau 3 set đấu. Tại bảng A của Nam, Hà Nội thắng Công an Thành phố Hồ Chí Minh 3-0. Và bảng C của Nữ thì Vietinbank vừa vượt qua đội U23 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh. Cũng chỉ sau 3 set. Trong ngày hôm nay thì chúng tôi đã gửi tới quý khán giả trực tiếp 2 trận đấu với các cuộc so tài giữa Hà Nội và Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng như Vietinbank và đội nữ Thành phố Hồ Chí Minh. Trận đấu vừa kết thúc cách đây ít giờ. Và đây cũng sẽ là cặp đấu cuối cùng trong ngày hôm nay. Trong mỗi ngày thi đấu của các lượt trận vòng bảng thì chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn trực tiếp 3 trận đấu. Những trận đấu được đánh giá là có nhiều sức hút nhất. Các trận đấu sẽ được tường thuật trực tiếp trên hệ sinh thái thể thao của VTV Cup. Giải vô địch bóng chuyền U23 quốc gia năm 2024 diễn ra từ ngày 8 tháng 9 và kết thúc vào ngày 19 tháng 9 tới đây. Các trận đấu ở vòng bảng thì ban tổ chức không bán vé. Quý khán giả có thể vào sân tự do theo dõi và cổ vũ cho các đội bóng. Từ vòng tứ kết trở đi thì các trận đấu sẽ được bán vé với mức giá vé ngay là 20.000 đồng. Tình huống phòng thủ không thành công của Thanh Sang. Số điểm Thể Công Tân Cảng đang có được đã gấp đôi so với đối thủ, 12-6. Điểm dành cho Quảng Nam. Bóng đã chạm chắn. Tình huống phối hợp không đúng nhịp giữa Phan Công Đức và Lê Anh Dũng. Pha vào đà hơi sớm của phụ công mang áo số 6. Tấn công 2. Đó là tình huống đập bóng của Vũ Văn Lân cùng với Trịnh Ngọc Đạt và Phạm Xuân Sinh. Thì Vũ Văn Lân ở trận này cũng đang đóng góp được những điểm số quan trọng cho Thể Công Tân Cảng. Đập bóng cắm sàn. Các tay đập bên phía Quảng Nam cũng có lực tay cực tốt. Tình huống kết thúc là của Ngọc Thiên. Pha phối hợp đánh chồng trước hay của Thể Công Tân Cảng. Người ghi điểm là Trịnh Ngọc Đạt. Tỷ số bây giờ là 14-9. Bóng ngoài rồi. Điểm thứ 10 trong set này cho Quảng Nam.
đổi vào điểm cho thể công. Tấn công hàng sau và chắn đôi rất hay của Phan Công Đức và Vũ Xuân Ngọc. Có lẽ ban huấn luyện của Quảng Nam phải sử dụng tới quyền hội ý rồi. Đội bóng áo đỏ lúc này đã bị đối thủ bỏ cách tới 6 điểm. Cú đập tốt ở biên 4 của số 16 Phạm Xuân Sinh. Sau khi cao thủ thể công Tân Cảng vào tay thì họ cũng tạo ra một thế trận lấn lướt trước Quảng Nam. Mọi thứ không còn diễn ra giằng co như xét 1 nữa. Nhưng đó là một tình huống phát bóng trúng đầu đồng đội của Vũ Văn Lân. Một pha phát bóng rất lỗi của chủ công mang áo số 4. May cho người đồng đội của Văn Lân khi đó là một cú gõ bóng khá nhẹ. Ngay sau tình huống mất điểm vừa rồi thì Xuân Ngọc đã có một cú đánh một chân sau đầu hay để giúp cho thể công Tân Cảng giành lại quyền phát bóng. 18-11. Và tấn công tốt ở vị trí số 2. Tình huống kết thúc là của Thanh Sang. Cú đập bóng tốt của Phan Công Đức. Một cú đánh chẳng khác nào một đối chuyền của chuyền hai bằng áo số 13. Đập bóng với lực cực tốt, bóng cắm sàn và điểm thứ 19 cho thể công Tân Cảng. Lỗi bước 1 của libero bên phía Quảng Nam. Tình huống xử lý lỗi là của Phan Thành Phát. Phan Thành Phát là libero sinh năm 2003. Ngoài ra thì Quảng Nam còn một libero nữa là Nguyễn Tấn Trường, sinh năm 2006. Bóng đã chạm tay chắn của các cầu thủ áo đỏ. 21-12. Sau khi để thua ở xét đấu thứ nhất, với một thế trận ở nhiều thời điểm là đội dẫn trước, có vẻ như tinh thần và tâm lý thi đấu của cầu thủ Quảng Nam đã bị ảnh hưởng rất nhiều. Họ đang mất điểm dễ dàng trong xét đấu này và để cho thể công Tân Cảng tạo ra cách biệt lên tới 10 điểm lúc này. Miếng đánh nhanh thành công của Lê Anh Dũng. 23-12.
Và huấn luyện viên Huỳnh Ngọc Hạnh lại ra dấu xin hội ý. Đây cũng sẽ là lượt hội ý cuối cùng của Quảng Nam trong set 2 này. Pha chắn bóng hay giúp cho thể công Tân Cảng có thêm một điểm nữa. Họ đang có số điểm gấp đôi so với Quảng Nam. Và phía trước sẽ là rất nhiều set point cho đội bóng Áo Lính. Tình huống phát bóng của Phan Công Đức. Pha phát bóng rúc lưới của chuyền hai mang áo số 13. Đập bóng cực kỳ quyết đoán với một pha xoay cổ tay cực dẻo của cầu thủ mang áo số 11 Phan Hồng Nhân. Và set đấu này đã thuộc về thể công Tân Cảng, 25-14 là tỷ số của set 2. Quảng Nam cứu được 2 set point nhưng khoảng cách là quá lớn và họ không thể tạo nên bất ngờ ở set đấu này. Thì công Tân Cảng đang tạm dẫn Quảng Nam với tỷ số 2-0 sau 2 set đấu. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng đến với set đấu thứ 3, trận đấu giữa thể công Tân Cảng và Quảng Nam tại giải U23 quốc gia năm 2024. Ở set đấu này thì cao thủ thể công Tân Cảng sẽ là những người phát bóng trước và họ thi đấu bên phần sân A. Nhà đương kim vô địch đang tạm dẫn với tỷ số 2-0. Set 1 thì thể công Tân Cảng gặp nhiều thách thức trước một Quảng Nam chơi hay. Nhưng càng về cuối set thì Quảng Nam càng mắc nhiều lỗi.
và họ đã để thua một cách đáng tiếc. Còn trong set 2 thì Thể Công Tân Cảng thắng nhanh bằng một chiến thắng thuyết phục với cách biệt lên tới 11 điểm. Với thế trận này thì rất khó để Quảng Nam có thể tạo nên những điều bất ngờ. Nhiều cổ động viên đã kỳ vọng những điều bất ngờ thú vị sẽ xảy ra khi mà Quảng Nam đã chơi hay trong set đấu mở màn. Pha tấn công có điểm của số 19 Huỳnh Ngọc Thiên. Tỷ số là 2-0 cho Quảng Nam trong set này. Phát bóng ngoài. Cũng như hai set đấu vừa qua, Quảng Nam vẫn tiếp tục mắc những lỗi phát bóng. Thể Công Tân Cảng cũng mất điểm với tình huống phát bóng của Xuân Sinh. Bốn một cho Quảng Nam. Người vừa cắt điểm cho Thể Công Tân Cảng đó là Vũ Văn Lân. Tình huống tấn công tốt ở vị trí số 4. Văn Lân bật rất cao. Văn Lân đánh bóng bạt chắn và giúp cho Thể Công Tân Cảng có điểm thứ 3. Đổi vào điểm cho Quảng Nam. Lại là lỗi phát bóng của các cầu thủ áo đỏ. 5-5. Trong một thế trận cần phải chất chiêu điểm số thì Quảng Nam lại phung phí điểm của mình với những tình huống phát bóng không thành công. Pha tấn công tốt vừa rồi là của Hà Văn Viên. Một pha phối hợp cực kỳ đúng nhịp. Tình huống đánh lao điều chỉnh hay của Vũ Xuân Ngọc sau đường chuyền như đặt của Phan Công Đức.
Thêm một tình huống kết thúc cắm sàn nữa của phụ công mặc áo số 10. Trong số 2 phụ công của Thể Công Tân Cảng thì Xuân Ngọc đang chơi ấn tượng hơn so với Lê Anh Dũng. Tình huống chắn bóng tốt của Phạm Xuân Sinh. Và tấn công khá tốt ở vị trí số 1 nhưng chưa có điểm cho Quảng Nam. Tiếp tục là cơ hội tấn công của đội bóng áo đỏ. Văn Viên đánh bóng bạt chắn. Điểm thứ 7 cho Quảng Nam. Ngay sau khi có được một điểm thì Quảng Nam lại mất điểm với tình huống phát bóng của mình. Các cầu thủ Quảng Nam đang mắc nhiều lỗi phát bóng cũng như những pha xử lý bước một. Công Đức. Tình huống chạm bóng rất tinh tế của chuyền hai bên phía Thể Công Tân Cảng. Tới thời điểm này thì Công Đức đã ít nhất ghi được 2 điểm trong trận đấu ngày hôm nay. Một cú đập như một đối chuyền và vừa rồi là pha gõ bóng đưa bóng vào lỗ đồng xu. Miếng đánh chiến thuật hay của cầu thủ Thể Công Tân Cảng. Phụ công đã hút được chắn để cho Xuân Sinh kết thúc với một pha phối hợp đánh lao lên. Đưa bóng ra biên. Chắn bóng hay. Điểm block thuộc về phụ công Lê Anh Dũng. Thêm một pha kết thúc cắm sàn nữa của số 16 chủ công Phạm Xuân Sinh. Thể Công Tân Cảng đều cầu hơn hẳn. Họ có những cầu thủ chất lượng trong đội hình. Và chuyền hai phát Công Đức thì càng chơi càng hay. Ban huấn luyện của Quảng Nam lại phải gọi hội ý rồi. Cách biệt giữa hai đội trong xếp 3 đang là 5 điểm. Sau lượt tham vừa rồi thì Quảng Nam vẫn chưa thể cắt được mạch lên điểm của đối thủ. Tỷ số bây giờ là 14-8, vẫn đang là cầu phát bóng của Công Đức. Chuyền hai của Thể Công phát bóng ra ngoài. Trong xếp 3 này thì cầu thủ Thể Công Tân Cảng cũng đang mắc nhiều lỗi phát bóng hơn. Phối hợp đánh nhanh thành công. Đó là tình huống kết thúc của Lê Anh Dũng. Thể Công Tân Cảng có thể tấn công ở nhiều vị trí khác nhau.
15-9. Điểm cho Quảng Nam. Thêm một điểm nữa được ghi cho Quảng Nam. Pha tấn công bạt chắn của Vũ Văn Lân giúp cho Thể Công giành lại quyền phát bóng. 16-11. Tình huống tấn công vừa rồi là của Trịnh Ngọc Đạt. Điểm thứ 17 cho Thể Công Tân Cảng. Đường chuyền sau đầu hay của Công Đức khiến cho Quảng Nam chỉ còn một chắn theo Ngọc Đạt. Và như vậy là không đủ để ngăn chặn mũi công lợi hại nhất bên phía U23 Thể Công. Pha xử lý khôn ngoan của Hà Văn Viên. Tình huống chạm bóng tinh tế để có thể đánh bại hàng thủ của Thể Công Tân Cảng. 13-17. Điểm cho Quảng Nam. Cách biệt giữa hai đội bây giờ là 3 điểm. Cú đập cực kỳ uy lực vừa rồi là của Vũ Văn Lân. Trọng tài bắt lỗi lưới của các cầu thủ áo đỏ. Thêm một điểm nữa được ghi cho Thể Công Tân Cảng. Điểm thứ 20. Pha tấn công vừa rồi là của Vũ Xuân Ngọc. Những pha phối hợp rất đúng nhịp giữa chuyền hai Phan Công Đức và các mũi công của đội bóng áo trắng. Võ Đoàn Quốc Bảo vào sân từ băng ghế dự bị. Sự thay đổi người bên phía Quảng Nam. Quốc Bảo là vận động viên sinh năm 2005 với chiều cao được đăng ký là 1m85. Trong đội hình của Quảng Nam thì có rất nhiều những cầu thủ có chiều cao 1m85. Lỗi bước 1 khiến cho đội bóng áo đỏ gặp quá nhiều khó khăn. Và đương nhiên là huấn luyện viên Huỳnh Ngọc Hạnh không thể hài lòng với những tình huống xử lý như vừa rồi của các học trò. Cú đánh có cảm giác
rất thiếu nhuệ khí của các cầu thủ Quảng Nam. Tinh thần của họ đã đi xuống sau khi để thua đáng tiếc trong set 1 và thua sâu trong set 2. Giờ thì ở set 3, Quảng Nam cũng đang bị thể công dẫn với một cách biệt lớn. Pha xử lý đơn giản nhưng hiệu quả của Phạm Xuân Sinh. 23-14. Thắng trận này thì chắc chắn thể công Tân Cảng sẽ góp mặt ở vòng sau thôi. Cho tới giờ thì họ vẫn chưa thua bất cứ một set đấu nào và vẫn đang là ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch của giải U23 quốc gia năm nay. Điểm dành cho Quảng Nam. Sau trận này thì công Tân Cảng sẽ chạm trán với Ninh Bình. Một trận đấu cũng rất quan trọng ở bảng A của Nam, khi Ninh Bình cũng là đội đã có những màn trình diễn ấn tượng ở giải U23 năm nay với chiến thắng 3-1 trước Quảng Nam và gần đây là thắng lợi 3-0 trước Thành phố Hồ Chí Minh. Trận đấu giữa thành công Tân Cảng và Ninh Bình sẽ diễn ra dự kiến vào lúc 16 giờ ngày mai. Trong khi đó thì Quảng Nam sẽ đối đầu với Công an Thành phố Hồ Chí Minh trong trận đấu diễn ra dự kiến vào lúc 20 giờ. Vòng bảng của giải U23 quốc gia sẽ kết thúc vào ngày 16 tháng 9 tới. Với cách biệt lớn thì có vẻ như cao thủ thể công Tân Cảng muốn thực hiện thêm một tình huống tổ chức tấn công nữa để kết thúc set đấu này và kết thúc trận đấu này. Họ có quá nhiều match point. Cú đập bóng dội chắn của Trịnh Ngọc Đạt. Và Quảng Nam cứu được một match point nữa. Nhưng vẫn còn rất nhiều thách thức ở phía trước. Đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Thanh Đức còn tới 7 match point. Cú đánh hai chuyền hay của Phan Công Đức. Đó là đẳng cấp của chuyền hai bên phía thành công Tân Cảng. Một trận đấu mà Công Đức cũng đóng góp rất nhiều điểm số. Không chỉ đóng góp vào lối chơi chung với những pha phân phối bóng đa dạng và hợp lý, mà chuyền hai mang áo số 13 này còn có những tình huống xử lý rất tinh tế để ghi điểm cho thể công Tân Cảng. Chung cuộc thì đội bóng đương kim vô địch đánh bại đối thủ sau 3 set đấu. Một chiến thắng thuyết phục của thể công Tân Cảng trước Quảng Nam. Và cho tới giờ thì thể công Tân Cảng đã giành được số điểm tuyệt đối sau 3 lượt trận với 9 điểm.